các bác, lâu rồi hôm nay lại được về quê các bác. Cứ về quê là mê nhất là tỉa cây các bác, vì cũng lâu lâu mới về thì cây cối nó cũng đã um tùm rồi đấy. Thứ hai là một số cái cây to mình để ở quê chơi phong cách to ở quê, mini có nhưng mà chơi cây to vì nó có không gian các bác đấy. Thì xin phép được quay lại cây ổi này khoe các bác. Sẽ quay một số cái ổi và nó cũng là cái đam mê lớn nhất chơi cây của em, nó vẫn chính là ổi các bạn. Xanh si thì em chơi mini thôi, là chơi trên Hà Nội thôi. Còn về quê ấy thì quê thì vẫn Hà Nội, cũng Hà Nội thôi nhưng mà Hà Tây cũ thôi đấy, thì nó mới chơi được cái cây to này đấy. Thì là quay lại cái một số cái ổi quê để các bác xem các bác nhé. Đầu tiên này cây có thể nói là cây giá trị nhất mà em đang sở hữu, cái ổi kiểu hai thân này. Cái ổi thì hai thân dáng siêu, dáng siêu kiểu dáng tỉ muội, rất giống với cây tỉ muội mà vào giá đâu đấy hơn 1 tỷ gì đấy mà hay em triển lãm. Tất nhiên mình cũng so sánh nó cũng cập khiễng, nó cũng na ná cái dáng đấy, dáng tỉ muội đây, tỉ muội vân kiều à, ổi song siêu à. Đấy, thì mỗi cây mỗi vẻ, và cây của mình thì mình rất là mê rồi. Cây người ta thì đẹp thì mình học hỏi rồi đấy, quan trọng là mình đang sở hữu được cái cây nào. Một cây ổi sống trên đá rất là lâu năm rồi, đến cái lúc mà em đưa về thì nó cũng khá là cằn cỗi, toàn bộ nó là đá và dưới là nước, không có đất đâu, không có đất nhé, không hề có đất nhé. Có chăng gì ở trong này một chút để ôm đá ở trong thôi, để cho cây sống thôi, nên cây nó già nó rất là cỗi. Thì sau một cái thời gian vài tháng rồi em mới cho phân trâu, phân bò mục lên này thì dễ phun nó rất là nhiều, dễ cám, ổi nó rất là dễ, rất là nhanh ra rễ các bác nhé. Mình chỉ cần đắp đất, ví dụ ở chỗ thịt này đó, là nó có thể phun dễ ra, thậm chí là dâm cảnh cũng dâm được ổi các bác. Đấy, tuy nhiên một đôi khi thì cũng rất là khó, nhưng mà ổi thì thuộc diện dòng dễ sống, đôi khi chết thì do nó thối rễ hoặc là úng thôi. Đấy, này, dễ con dễ cám, phun rất là nhiều. Cái này mà mình có thể ủ được nó lại thì sau này nó có bộ bệ rất là đẹp, rất là đẹp. Này các bác nhìn, dễ cám, toàn là dễ ủ hết đấy. Đấy, nó phát triển nhanh chóng mặt đấy, em không ngờ nó lại phun ra được nhiều rễ như vậy. Đây, ông tiền kia tạm thời cho các cụ ngấm trong phân, trong bùn, trong đất. Đấy, thì một thời gian này thì ngày trước em còn phủ bạt lên trên này này, bây giờ thì rỡ ra thì nó dễ con, nó rất là nhiều. Đấy, có lẽ là mình nên ủ bạt nó lâu hơn một chút để cho dễ nó pho bằng đầu đũa thì nó ổn hơn. Đấy, còn về đấy là về phần gốc bệ và vào đá hoàn toàn vào đá rất là lâu năm, hơn 10 năm rồi. Hôm vừa rồi có một cái khối đá lùa ra rất là hay đây, rất là non sơn, rất là vực thẳm đây. Ông cụ ngồi thiền ở trên kia, dưới này là bàn cờ tiên này, có cái cầu để cụ đi lên bóng cây cổ thụ này, có mục đồng chân trâu rồi các thứ ở đây rất là nhiều, cái tiểu cảnh ở đây đá mà. Dưới là sơn thủy hữu tình, cái cầu thì trước đây cái cầu cũ của nó thì bị mất rồi, hôm em đi mua cái cầu này thì có mua cái cầu này nhưng mà nó không hợp nên là tôi chưa lắp nó vào, để chờ cái cầu mới, mua cái cầu mới. Vì ở vùng tôi thì nó ít bán cái đồ này, xuống Hà Nội rồi. Đấy, thì về cái cây này này,
phê sau cái quá trình mà bón sới cho nó ủ đất lại thì nó đã khỏe lên nhiều, khỏe lên nhiều. Trước đây nó rạc, nó như chỗ này rất là hại cây, cần cỗi cảm giác rất là lâu để chồi được mầm. Thì cách đây cũng khoảng độ hơn tháng tôi về tôi cắt một lứa rồi, bây giờ nó đang phun ra những lứa mầm tiếp. Cái mùa này nó hơi chậm chút, mùa hơi hanh khô, hơi lạnh chút, hơi chậm chút. Trừ cái cành phía sau này, trừ cái cành phía sau này thì nó tơ hơn, nó non hơn, cho nên nó phun rất là mạnh, cứ cắt là nó phun ra mầm, phun mầm cũng rất là nhiều. Và ổi này cũng là ổi quả bốn mùa các bác, quả bốn mùa, quả bốn mùa có cả quả ổi đào lẫn, có cả ổi lòng đào lẫn ổi ta lẫn lộn, em không rõ là giống ổi gì. Đấy, quả này, hoa quả, thì có một số cái quả nhưng mà cắt đi hết rất nhiều, cắt đi nhiều. Đây, quả nó chỉ nhỏ nhỏ thế thôi, chỉ nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, to hơn nó ngón tay cái một chút thôi. Đấy, thì bác nào có dịp thì muốn về chơi tham quan thì alo em, thì có số ở trên mô tả video các bác. À, còn cái bác gì đấy hôm có alo em bảo là nhờ về xin kỷ niệm cây vải nhưng mà em quên cái số, không biết liên hệ để gọi, rồi tuần này về quê. Đấy thì cũng xin lỗi bác ấy, quên mất, không lưu số, không biết nào mà gọi. Đấy, cái ổ mà em cho là rất nghệ thuật, có lẽ các bác nên đến nhà em và chúng ta làm một ấm trà và nói chuyện với cây này sẽ rất là thú vị. Đấy, khối đá rất là vào đá cũng rất là kỳ công đó. Hiện tại thì bác chưa nhìn thấy đây, mặt trước nha, chỗ này nó bị lũa mất kia, chỗ này khá là hại cây mà không sao, rất to. Đấy, ngăn chia lên trên này, cái ngọn này cần phải phát triển thật mạnh hơn nữa, còn cân xứng với phần đuôi này. Sau khi nó khỏe lên thì em sẽ cắt tỉa lại một số, có thể bỏ một số cái tay cái giữa này và chỉnh sửa lại cái phần đuôi này, vậy như này nó chưa hợp lý cho lắm. Đấy, cái mặt sau thì các bác nhé, ngào ngạt gió heo may và chút mộc hương thơm vô cùng các bác, thơm lắm, rất là thơm. Mộc hương, hai cây mộc hương rồi, mộc hương và hoa giấy vẫn đang rất nhiều hoa. Đây một cây, kia một cây. Đấy, quay lại cái ống ổi này, đây quả đây. Còn đợt trước thì những cái đấy nó cắt hết rồi, cho nên là chỉ lại những quả ở bên dưới. Đấy, cái tay phía sau này thì sau có thể sẽ phải làm tách ra, không để cái tay này. Nhưng mà bây giờ cắt đi nữa cọc để chơi ạ. Mặt sau ấy nha. Đấy, rất lằn mằn nhiều. Thật trên này nó bị toát đi, ngày xưa chắc từ cái lúc khai thác nó toát thì nó bị yếu, phần ngọn nó bị yếu. Nhưng mà bây giờ vực lại cũng ok rồi. Phần dưới này cũng hơi chậm, phần dưới nó hơi chậm. Rất hoành tráng, một số kiểu là khá là tự nhiên. Gốc của nó đồ sộ, mấy hôm vừa rồi nó bóc vỏ, hành khô nó bóc vỏ, nó vằn, mình rất là thích, mùi mộc thơm quá. Tôi rất nghiện mùi cái mùi cây mộc này, hoa mộc quá, rất là dễ chịu. Những cái hoa khác thì ta ngửi thoang thoảng thì thơm, nhưng mà người gần thì nó khó chịu, nhưng mà riêng cái hoa mộc hương rất là dễ chịu để người gần. Đấy, cái ổi mà tôi được khoe các bác là một ổi bám đá đây, cũng bám đá thực chất là gây rích đá thôi, chứ không trả lời là bám đá gì. Đấy,
cái ổi tiếp theo. Và cái cây này này, cái ổi bay này thì tí nữa chia sẻ với bác đôi điều là cây này chắc mấy hôm nữa là vào trong Bình Thuận, gửi vào cho một cái bác rất là mê trong Bình Thuận. Đấy, cảm ơn các bác đã rất là tin tưởng, thì em sẽ gửi vào cẩn thận cho bác đây, vào Bình Thuận khá là xa. Mộc hương này. Hoa cứ phun ra từ thân này. Lớp này. Đấy. Đây. Cây ổi, mặt trước của cây ổi vừa nãy đây. Đấy. Bệ viết rất là hay. Một buổi ba thân này, mình trước định cắt đi cái thân này. Một số bác góp ý này. Nhưng mà thôi, mình để làm cây tự nhiên thôi. Không cắt đi. Không cắt cái thân đi, cứ để tự nhiên này. Đấy, nó tốt mà. Đây. Con này gửi vào Bình Thuận đây. Hàm Thuận Bắc, gửi vào huyện Hàm Thuận Bắc gì gì đấy, tôi cũng chưa nhớ được. Khá là nghệ thuật và nó kỹ được, nó hoàn thiện rồi. Còn có cái tay rơi, em tạo thêm cái tay rơi này. Tay rơi thì đã làm đấy, sau đó giật một số tầng nó hay hơn một chút. Cái tay rơi mặt này chơi rất hay, rất rụt rịt, rất rụt rịt. Bình Thuận đó nhé, mình phải chia số. Rất xanh tốt, rất khỏe, rằm rất dày. Ở dâm rất dày. Đấy, cái ổi rất là bay. Rất bay, rất nghệ thuật. Mặc dù dáng dấp rất đơn giản nhưng mà rất bay. Do quá trình làm đã lật kỹ rất là lâu rồi. Tay cành ấy thì đầy đủ rụt dịp. Đấy, rất là hợp lý, tay cành khá là hợp lý. Đấy, tay rơi xuống cũng khá là ưng. Đó. Cây này sẽ cũng xuất hiện một vài lần nhưng mà chắc là sắp tới sẽ không còn xuất hiện trên kênh của em nữa, vì là những cái video mới về nó sẽ không còn nữa, vì là nó vào Bình Thuận rồi các bác. Đấy, một cái cây ổi nữa muốn chia sẻ các bác. Đây là cái cây này. Ở đây một số cái bã cà phê và bác Dũng Đắk Lắc có cái kỷ niệm này. Một bác rất là mê cây và cũng ủng hộ em rất là nhiều đấy, thì cũng chia sẻ với bác là cà phê rất là ngon bác nhé. Bác cứ gửi kỷ niệm ra, cà phê rất thơm rất ngon và dùng bã bón ổi luôn, dùng bã bón cho cây ổi luôn. Một cây ổi rất lùn, rất là lùn, rất lùn lùn, là chân bệ rất là to, rất lùn, nó chỉ cao tầm 30-35 phân. Đấy, con đang phôi đang làm. Đang phôi này. Con đang giật tay cành lên, ngọn thì mình đang nuôi. Con đang nuôi. Con kiểu vẫn rất là khỏe. Rất khỏe. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi nhé. Tí nữa quay nốt cái một vài cây nữa, cây chắc, cây chiếc, cây tre chiếc. Thì các bác chưa theo dõi thì có thể theo dõi và có những cái ủng hộ cho kênh hoặc là có những cái góp ý các bác nhé. Cảm ơn bác nhé.